Công an huyện Chương Mỹ vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với 9 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng gồm Trần Văn Khánh sinh năm 2005, Nguyễn Đình Mạnh sinh năm 2007, Nguyễn Văn Dương sinh năm 2007 và 6 thanh thiếu niên khác cùng trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn, nhóm đối tượng này đã tụ tập, đi xe máy, mang theo nhiều hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên đường phố. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên bị cơ quan công an xử lý. Từ đầu năm đến nay, công an các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai đã phát hiện và xử lý 8 vụ với 152 đối tượng vi phạm pháp luật trên đường phố. Ngoài những trường hợp vi phạm bị xử lý hình sự, đối với những trường hợp vi phạm hành chính đang là học sinh, cơ quan công an đã gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục và gia đình để có biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm. Những trường hợp vi phạm thì chúng tôi đã gửi thông báo đến lớp, đến gia đình để cùng phối hợp trong cái việc mà tuyên truyền đến gia đình để gia đình cũng quản lý trong việc sử dụng phương tiện của các em. Còn ở lớp thì khi chúng tôi thông tin đến trong nhà trường để những học sinh khác cũng có cái cơ hội nắm bắt và hiểu hơn về cái việc mà mình thực hiện trong cái vấn đề an toàn giao thông. Cái việc mà vi phạm ở ngoài gia đình không biết, thì sau khi chúng tôi đã đưa cái căn cứ clip vào cái hành vi vi phạm thì gia đình mới biết là con mình có vi phạm thế. Đấy, nhưng hỏi về góc độ gia đình là có nhắc nhở các cháu không, và chúng tôi là đấy, gia đình cũng nói luôn rồi, do hoàn cảnh đi làm công việc sớm hôm nữa cũng là ít có điều kiện đấy, nhắc nhở và tuyên truyền cho các cháu là liên quan đến luật giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng trong dịp hè, công an các quận Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, chú trọng đến quản lý, đấu tranh đối tượng là người chưa thành niên, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại địa bàn giáp danh ở các khung giờ thường xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc phần lớn vào vai trò, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em. Quan trọng nhất là giáo dục từ gia đình. Ra xã hội chỉ một phần, còn ở nhà gia đình phải giáo dục thường xuyên, phải nhắc nhở thường xuyên, phải có biện pháp giáo dục để phòng ngừa cho cái việc mà xảy ra tai nạn giao thông rồi là các vi phạm pháp luật khác, bởi vì hệ lụy xảy ra là chính bản thân họ là chịu hậu quả về thể chất con người và kinh tế đối với gia đình. Đối với là trách nhiệm của gia đình là rất lớn trong cái việc này. Thì qua đây thì tôi cũng đề nghị là thứ nhất là đối với các gia đình là phải quan tâm hơn nữa, phải sát sao nữa và có thể có biện pháp giáo dục cho con em người ta là khi chưa đủ tuổi, chưa được điều khiển phương tiện thì bản thân họ cũng phải cam kết. Thứ nhất là nếu tuổi học sinh mà phụ huynh mà có học sinh phải cam kết với nhà trường và cam kết với địa phương. Biện pháp hữu hiệu nhất đối với mỗi gia đình là quản lý chặt về giờ giấc sinh hoạt, học tập, vui chơi. Tuyệt đối không giao phương tiện phân khối lớn cho con em khi chưa đủ tuổi theo quy định. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Ban An toàn giao thông các địa phương cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động, sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, nâng cao ý thức, tránh xa các nguy cơ vi phạm pháp luật. Các biện pháp này hy vọng sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng trong dịp hè.